Đi đi, đây là việc cuối cùng ta làm cho các ngươi. Nhưng mà hôm nay ngươi vẫn là người của thượng cung cục ta, lẽ nào lại không nghe lệnh của ta sao? Rõ. Đi thôi, đi thôi. Tiểu phù tỷ, tỷ hãy mau khuyên tiểu phàm tỷ đi. Tỷ tỷ, tại sao tỷ không cùng với mọi người đến thượng thực cục chứ? Tỷ không muốn nhìn Trương Thượng Cung một mình gánh chịu trách nhiệm. Tỷ theo bà ấy đi chịu chết cũng không thể làm được gì. Muội yên tâm đi, tỷ tỷ sẽ không có chuyện gì đâu. Tỷ cho rằng An Lạc công chúa quấy sẽ cứu tỷ sao? Chúng ta là nô tỳ chủ tử, làm sao mà có thể vì chúng ta mà tự chuốc phiền phức chứ? Tỷ tin An Lạc công chúa quấy là người hiểu rõ mọi việc. Việc này do cô ấy mà ra, cô ấy sẽ không thể để cho phò mã dương dương tự đắc. Tỷ chỉ lo lắng phu thê bọn họ là đối đầu với nhau. Tiểu phàm tỷ, hiện giờ mà tỷ vẫn còn có tâm trí lo lắng cho người khác sao? Hãy lo lắng chúng ta ngày mai có thể thoát được không đi. Tham kiến phò mã gia. Sao lại chỉ có một mình ngươi, những người khác đâu? Bách điểu quần của phò mã gia là do một mình nô tỳ làm. Ngươi muốn lừa phò mã ta sao? Không phải, không phải. Áo xảy ra sai sót, nô tỳ tội đáng muốn chết, xin phò mã gia trị tội. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Lối ra ngoài cho ta. Rõ. Phò mã gia, Mạnh Phạm, việc này không liên quan đến Trương Thượng Cung. Người làm bách điểu quần là Mạnh Phạm. Mạnh Phạm, cô trở về làm gì? Mau đi đi. Trương Thượng Công đúng sai thế nào tất sẽ biết. Phò mã gia, chất liệu lông vũ mà cục Thượng Công làm váy bách điểu không hề khác với chất liệu từ phò mã gửi tới. Xin phò mã gia minh xét. Rõ ràng là có người ở cục Thượng Công trộm đổi chất liệu lấy làm của riêng. Nếu ngươi cũng là một trong những nữ công, ngươi cũng bị tình nghi. Trói cả cô ta lại cho ta. Dừng. Mạnh Phàm, phò mã gia khoan đã. Công chúa, ở đây có chuyện gì vậy? Những người này làm việc phạm vào tội khi quân phạm thượng, chỉ dựa vào một câu nói của chàng mà có thể tùy tiện động vào người của ta. Trong mắt của chàng còn có công chúa ta nữa không? Công chúa, ta là phò mã của nàng, nàng lại đi tin lời nói của bọn nô tỳ sao? Ta là không tin những lời chàng nói. Có bản lĩnh thì cùng ta tới trước mặt phụ hoàng nói có lý đi. Đi thì đi. Nói như vậy, hai con nói đều có đạo lý. Phụ hoàng, phò mã có đạo lý ở điểm nào chứ? Không có chứng cứ gì lại định tội là cục Thượng Công trộm lấy số bảo vật đó. Chỉ là có vài tấm lông vũ lại đáng giá là 3 vạn lượng sao? Công chúa nói vậy là sai rồi. Số tiền mua lông vũ may váy bách điểu đều ở đây, tổng số là 3 vạn lượng. Đó là sự thật. Sổ sách này vốn có thể tự tạo, có gì đáng tin? Công chúa sống lâu trong thâm cung, tự nhiên sẽ không biết mễ ngọc đắt giá như thế nào. Chàng đang nói là ta không biết sự khổ cực của người dân sao? Khuyển Nhi không có ý như vậy. Công chúa đã hạ mình gả cho Khuyển Nhi, đủ để chứng minh công chúa tuệ nhãn nhìn ra châu ngọc. Vương gia, nếu như công chúa đã được gả làm vợ lệnh lang, ngài vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng gọi Khuyển Nhi, có phải là muốn hạ nhục công chúa? Đó chỉ là kim xưng bán vương hay gọi con cháu mà thôi. Sao hoàng hậu nương nương lại vì thiên vị công chúa mà cố ý làm khó lão thần như vậy? Ta thiên vị công chúa, ta thiên vị công chúa lúc nào? Vậy thì nên dựa vào lý mà luận cứ, dựa vào luật pháp mà luận tội, không phải sao? Phải bắt cục Thượng Công đền ta 3 vạn lượng đó. Vốn dĩ nhân duyên 3 vạn lượng làm hư bách bảo, cố ý gây rắc rối mà lư hương bách bảo đó đã định ngày hoàn thành rồi. Hoàng hậu, nàng thấy chuyện này phải là giải quyết thế nào?
Bọn chúng mỗi người đều kiên định có cái lý của mình, thiết thấy không thể quyết định trong chốc lát được. Mẫu hậu, Mạnh Phàm vô tội, đừng trị tội bọn họ. Nhưng Khuyển Tử đã bỏ ra 30,000 lượng, đó là sự thật. Xin Hoàng thượng định đoạt. Bỏ ra rồi thì sao chứ? Lẽ nào ngài muốn phụ hoàng lấy ra từ quốc khố định cho ngài à? Đừng cãi nữa. Chuyện này để cho trẫm suy nghĩ lại đã. Ngày mai sẽ định đoạt. Công chúa đừng tức giận. Ta không quen mắt nhìn cha con Võ Sùng Quấn ức hiếp người quá đáng. Hơn nữa cô lại còn là bằng hữu tốt của ta. Ta tuyệt đối không bỏ qua cho ai làm khó cô. Công chúa yên tâm đi. Phụ hoàng và mẫu hậu rất yêu thương ta. Ta nhất định sẽ không để cho bọn họ đắc ý đâu. Hoàng thượng, có phải vẫn còn khó nghĩ? Một người là con gái trẫm yêu thương, một người là trọng thần 2 triệu. Nàng nói trẫm phải làm sao đây? Nếu như thiên vị công chúa nhất định sẽ khiến cho người khác dị nghị. Hơn nữa cha con Võ Tam Tư ở trong triều lại là người được kính trọng. Chuyện này nếu không định đoạt thỏa đáng, nhất định sẽ để hậu quả lại khôn lường. Nhưng tính tình của công chúa nàng cũng biết rồi đó. Từ nhỏ nó đã không nhường nhịn ai, nhất định là phải tranh bằng được. Lần này nếu không theo ý của nó, chỉ sợ là cũng sẽ phiền phức không ngừng. Hiện giờ trẫm thật là khó cả hai đàn. Hoàng thượng, nếu như đã khó cả hai đàn, vậy chúng ta hãy đem củ khoai nóng này gấp sang cho người khác. Gấp sang thế nào? Trương Giản Chi, Thôi Huyền Vĩ, Viên Thứ Kỷ, Kính Huy, Hoàng Ngạn Phạm, năm vị đại thần đó cũng đã sớm không hợp với Võ Tam Tư. Hơn nữa trước đó còn là vì chuyện tu sửa kênh đào đã tranh chấp không ngừng. Ý của nàng là khởi bẩm phụ hoàng, Triệu Châu Đô Giám Hà Bắc Dân Tấu bên đó hiện đang Hoàng Nhi đợi đã. Người xưa nói chuyện cấp bách giải quyết trước, hiện giờ chuyện mai váy bách điểu đã khiến trong cung không yên. Trẫm quyết định giải quyết cơn sóng gió nhỏ này trước. Trong cục thượng công, nếu thực sự có người trộm lấy nguyên liệu khi quân phạm thượng, nếu điều tra ra chứng cứ, quyết phải phạt không tha. Còn về phò mã đã bị mất 30,000 lượng, trẫm quyết định sẽ dùng số tiền dùng để tu sửa kênh đào để bồi thường. Chuyện này sao có thể? Tạ Long Ân hoàng thượng. Không thể được. Phụ hoàng, lũ sông Hoàng Hà thành nạn, tính mạng Lê Dân Bách Tính ngày đêm nguy hiểm. Số tiền tu sửa kênh đào tuyệt đối không thể lấy đi. Xin hoàng thượng nghĩ lại. Thái tử nói vậy là sai rồi. Cái gọi là tu đường sửa cầu không tới 10 ngày nửa tháng. Hoàng thượng chuyến đi chỉ là một phần nhỏ trong đó, sẽ không ảnh hưởng, sẽ không làm chậm trễ thời gian. Lẽ nào Lương Vương lại vì một chút tư lợi của bản thân không quan tâm tới tính mạng Lê Dân Bách Tính hay sao? Cái gọi là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, hậu cung không an bình trị thế nào? Hoàng thượng làm như vậy quả thật là trí tuệ vượt bậc. Xin hỏi Lương Vương, may một bộ váy sao phải dùng tới số tiền 30,000 lượng? Số lông vũ của loài kỳ thú dị điểu đều từ dùng bên ngoài Nam Cương mua lại với giá cao, rất hiếm và đắt. Có đơn giá làm chứng? Vương gia, vậy phải có giấy mua gốc làm chứng cứ, phải có bên mua làm nhân chứng. Lời tiểu nhi nói là chứng cứ, bản thân hắn chính là nhân chứng. Lương Vương, vậy mời giao bộ váy bách điểu đó ra để kiểm tra cho mọi người cùng biết. Thứ đồ vi phạm sớm đã bị tiêu hủy, để tránh làm vấy bẩn tuệ nhãn của các vị đây.
Vậy chẳng phải là không có đối chứng sao? Làm sao khiến cho mọi người trong triều tâm phục được? Đúng thế, nói đúng lắm. Các ngươi muốn ở dưới mà phạm trên, đối với lời nói của hoàng thượng cũng có nghi ngờ sao? Bẩm hoàng thượng, nếu như có người có lòng lường gạt, mới chính là dưới mà phạm trên, tội này khó tha. Chuyện bồi thường kính mong hoàng thượng suy nghĩ lại. Xin hoàng thượng suy nghĩ lại. Các ngươi, chúng ai khanh, hãy yên lặng. Hoàng thượng yêu dân như con, đương nhiên phải biết tầm quan trọng của chuyện tu sửa kênh đào. Có điều chỉ dụ đã hạ, chuyện đền bù này cũng không làm như vậy được. Ta thấy thế này đi, bản cung cho năm vị ái khanh thời hạn 3 ngày để chứng minh giá trị của chiếc váy bách điểu. Nếu như sau 3 ngày vẫn không có chứng cứ, vậy thì cứ theo lời của phò mã đền bù 3 vạn. Hoàng thượng, người thấy thế nào? Được, vậy quyết định thế đi. Ở đâu ra cái lý ấy? Bách tính đang trong nước sôi lửa bỏng, sao lại có thể chỉ vì một chiếc váy mà cắt giảm khoản tiền tu sửa kênh đào được? Ta nhất định phải tìm ra chứng cứ cha con của Võ Tam Tư gian dối, tuyệt đối không để cho họ làm khổ tới bách tính. Thái tử bớt giận, nếu thái tử muốn tiếp tục cầu xin cho bách tính, vậy thì trước tiên phải bảo vệ cho bản thân an toàn đã. Trời đất tự có đạo lý công bằng, ta sợ gì? Nhưng mà Võ Tam Tư nắm quyền khuynh đảo triều thần, loại trừ kẻ không theo mình, lại làm hại vô số trung thần, thái tử hãy cứ cẩn thận dẫn hơn. Điều này đương nhiên là ta biết. Mẫu hậu bồi thường không phải là vì tránh xảy ra chuyện xung đột với Võ Tam Tư, lấy lý do dùng số tiền tu sửa ném củ khoai nóng này cho ta và năm vị lão thần triều đình. Nếu như thái tử đã biết tâm ý của hoàng hậu, tại sao lại vẫn tự chui vào trong thòng lọng vậy? Cho dù tâm ý thật sự của mẫu hậu như thế nào, nếu như chuyện bồi thường này làm hại tới lê dân bách tính, bản thái tử tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Mạnh Phàm, quận vương gia, nô tỳ tham kiến quận vương gia, miễn lễ tạ quận vương gia. Cô đang thu dọn đồ sao? Bởi vì chuyện váy bách điểu vẫn chưa được giải quyết, vì thế Trương Thượng Công tạm thời để chúng tôi dừng việc. Hôm nay ta tới chính là vì điều tra rõ chuyện này. Chuyện này lại có thể kéo cả xã Tắc Đại sự vào vậy sao? Tính mạng của bách tính đều là quân cờ trong tay người làm chính trị. Nếu như trên bất nhân, bách tính muốn sống những ngày tháng bình an còn khó hơn lên trời. Hôm đó, lúc phò mã giao Long Vũ tới, chưa hề nói với chúng tôi là giá cả của nó đắt đỏ như thế nào. Nhưng lúc công chúa nói phò mã giao ra Lưu Hương Bách Lão, phò mã liền tới du cáo cục thượng công của chúng tôi, nói là số Long Vũ đó có giá 3 vạn lượng. Ai cũng biết là phò mã bị công chúa trêu đùa, muốn mượn chuyện váy bách điểu để lấy lại số tiền. Bây giờ lại không có chứng cứ, bọn họ mới có thể tùy ý đổ tội. Lần này ta tới tìm cô chính là muốn cô có thể giúp ta. Tôi à, mặc dù váy bách điểu đã bị quỷ, nhưng không biết là cục thượng công còn lưu lại một chút nguyên liệu nào không? Không có. Có điều, hôm đó lúc phò mã rời đi, trên bộ váy đó có rơi một chút Long Vũ xuống. Chỉ có chiếc Long Vũ này. Có chiếc Long Vũ này, nói xuất xứ của nó từ đâu là điều có thể. Có thể nói được xuất xứ của nó sao? Đúng vậy, có thể nói được nó được lấy từ đâu. Có điều chỉ có chiếc Long Vũ này lại quá ít, căn bản là không thể chứng minh là từ chiếc váy bách điểu đó rơi xuống được. Năm vị ái khanh, thời hạn 3 ngày đã qua, các vị đã tìm ra chứng cứ chứng minh giá trị của chiếc váy đó chưa? Khởi bẩm phụ hoàng, hoàng hậu đã tìm ra chứng cứ, vật chứng ở đây.
Thật sao? Mau mang lên đây. Đây là thứ gì vậy? Bẩm hoàng hậu, đây chính là Long Vũ mà phò mã gửi tới cục thượng công. Sao có thể? Số Long Vũ đó không phải đều đã dùng làm váy hết rồi sao? Vì gần đây đai ngọc của An Lạc công chúa rộng dần, váy bách điểu so với ban đầu đã nhỏ hơn, vì thế nguyên liệu đều có dự phòng. Hoàng thượng, An Lạc công chúa gần đây đúng là có gầy đi không ít. Nếu bộ đai váy đều phải cho người làm lại, cho dù như vậy, vậy cũng không thể chứng minh số Long Vũ đó là còn thừa lại từ chỗ phò mã đưa tới. Cục thượng công làm việc nghiêm ngặt, mỗi sợi Long Vũ đều có ghi lại, mỗi ngày đều ghi. Quả nhiên là có. Hoàng thượng, cho dù còn thừa, số Long Vũ này lẽ ra phải được gửi trả phủ phò mã, tại sao vẫn còn lưu lại trong cục thượng công vậy? Hôm đó lúc phò mã tới cục thượng công nghiệm thu váy bách điểu, số Long Vũ còn thừa đã chuẩn bị dâng trả lại rồi, nhưng phò mã tức giận lên liền phất áo luôn đi, vì thế cục thượng công mới lưu lại số Long Vũ này. Nếu như Lương Vương vẫn hoài nghi, có thể mang váy bách điểu tới đổi chứng. Váy đã bị hủy rồi, đổi chứng gì mà nữa? Nếu như vương gia không có chứng cứ, trẫm cũng không thể giúp được. Hoàng thượng, đơn mua bán số Long Vũ chính là chứng cứ. Có lẽ là phò mã chưa có đủ kinh nghiệm, là để bọn thương nhân đó lừa gạt. Khởi bẩm hoàng thượng, người buôn bán đa phần ở vùng sơn giả quả thật khó đuổi theo được. Long Cơ nói phải lắm. Chuyện này hoàng thượng, thánh ngôn đã nói ra, nếu thay đổi như vậy sẽ tổn hại tới uy nghiêm của thánh thượng. Yên tâm, số tiền này vẫn phải bồi thường. Năm vị ái khanh, các khanh thấy nên bồi thường bao nhiêu? Hoàng thượng, thánh minh, theo thợ công giám định, số Long Vũ này cũng được coi là sản phẩm hạng trung. Thêm cả công sức phò mã bỏ ra để mua, tính ra cũng là có khổ lao. Thần cho rằng số tiền bồi thường ba trăm lượng. Cái gì? Ba trăm lượng? Ba trăm lượng à? 300 lượng. 300 lượng. Hoàng thượng, thỉnh phụ hoàng lấy ra từ số tiền tu sửa kênh đào số tiền đó để bồi thường cho phò mã gia. Các người chuẩn tấu. Các người gộp lại ức hiếp lão phu. Các người, đây là ý chỉ của hoàng thượng hay là Lương Vương dưới lại phạm trên nghi ngờ phán đoán của hoàng thượng có phải không? Cái đó vương gia, chuyện bồi thường đã định, còn không tạ ơn hoàng thượng. Tạ hoàng thượng. Bình thân. Trương Thượng Công, sao chuyện này đột nhiên lại có chuyển biến như vậy? Ta cũng không biết. Có lẽ là phía thái tử tìm ra được chứng cứ gì chứng minh chiếc váy đó chỉ đáng giá 300 lượng. Vậy chúng ta còn cần phải tới cục thượng thực nữa hay không? Cô chỉ biết ăn thôi. Tôi thích ăn mà. Nhưng tôi cũng không nỡ rời xa Trương Thượng Công. Trương Thượng Công đã chứng minh được cục thượng công của chúng ta vô tội, vậy hay là chúng ta đều ở lại đi? Đúng thế.
Cục thượng công còn bị điều tra nữa hay không thì không ai nói trước được. Hơn nữa, ta đã nhờ Phùng thượng thực sắp xếp rồi. Các cô mau tới cục thượng thực đi. Chúng tôi thật sự phải rời khỏi đây sao? Thật không nỡ. Đúng thế. Sau này cũng không phải là quản chuyện của mấy nha đầu ngốc các cô nữa. Ta còn vui vì được nhẹ nhõm đây. Mấy túi thơm này các cô hãy giữ lại làm kỷ niệm. Là thượng công công đích thân làm sao, thơm quá, đa tạ Trương thượng công. Đây là chút tấm lòng của chúng tôi, thượng công hãy nhận đi. Ấm áp mà nghiêm khắc, xứng bái làm thầy dạy. Thời gian này Trương thượng công đã dạy dỗ chúng tôi, cho chúng tôi cảm nhận được rất nhiều. Thượng công cũng như là thầy giáo của chúng tôi vậy. Bọn nô tỳ không có gì để báo đáp, xin hãy nhận một lại của chúng tôi. Mạnh phàm, đừng như vậy, đừng như vậy. Ta cũng chỉ là làm hết trách nhiệm của mình mà thôi. Có điều ta thấy đường thêu trên chiếc khăn tay này, ta vẫn thấy các cô vẫn chưa làm tốt. Chuyển các cô tới cục thượng thực thật là quyết định đúng. Đi thôi, cũng không còn sớm nữa rồi. Trương thượng công, chúng tôi nhất định sẽ nhớ sự dạy dỗ chỉ bảo của thượng công. Ta biết là các cô đều là những đứa trẻ ngoan. Mong các cô sau này hãy chăm sóc và chăm chỉ nỗ lực như vậy. Đừng có tới cục thượng thực rồi lại bị đuổi về đấy. Chúng tôi nhất định sẽ không để cho cục thượng công bị mất mặt đâu. Trương thượng công, đi đi, ngoan nào, mau đi đi. Mạnh phàm, quận dân gia, nô tỳ tham kiến quận dân gia. Ta còn nói tại sao tới cục thượng công sao không tìm được cô, thì ra là cô ở đây. Trương thượng công đã sắp xếp cho chúng tôi rời đi, ngày mai chúng tôi sẽ tới cục thượng thực. Vậy sao? Cô cũng đừng để mất liên lạc. Mặc dù ở trong cục thượng công không thể ngày ngày gặp nhau, nhưng ở trong cung rồi cũng sẽ có lúc gặp lại. Nô tỳ hiểu. Đa tạ vương gia quan tâm. Phải là ta cảm ơn cô mới đúng. Nếu không phải là cô nghĩ ra tùy tiện tìm tới một chút lông vũ, lại nói là lông vũ võ sùng quấn quăng tới để may váy bách điểu, chỉ sợ là chuyện bồi thường cũng không thể được đáp giải quyết tốt đẹp. Phải là nô tỳ cảm tạ ơn quận dương gia mới đúng. Nếu không phải là quận dương gia và thái tử cùng quần thần hiến kế, cục thượng công cũng không thể thoát khỏi tội danh này. Vậy nô tỳ cũng không thoát được cảnh đầu rơi máu chảy rồi. Nói như vậy thì bản dương đã có ơn cứu mạng cô rồi. Đúng vậy, nô tỳ thật là không biết lấy gì để báo đáp. Ta chỉ nói đùa thôi mà. Thật ra thì cô không cần phải để tâm. Nô tỳ cũng là nói đùa mà thôi. Hôm nay trứng gà sao lại to nhỏ không đều như thế này? Cô xin lỗi. Lúc nô tỳ lấy hàng thì không cẩn thận, không xem kỹ. Tôi còn cho rằng to nhỏ không khác nhau là mấy. Trong cung chỉ có sống và chết, không có xin lỗi. Cô có biết là bao nhiêu người chỉ vì ba chữ không khác mấy mà mất mạng không? Nô tỳ biết lỗi rồi ạ. Trí nhớ tốt chính là đạo lý sinh tồn ở đây. Vì để cô có một trí nhớ tốt, hôm nay một mình cô hãy đi chặt củi đi. Vâng, đa tạ cô đã chỉ dạy. Chúng ta tới rồi. Sau này chúng ta ở đây sẽ được ăn thoải mái rồi. Cô điên rồi sao? Đồ ở đây đều là cho cô ăn cả sao? Cẩn thận ăn vào gây họa đấy. Chúng ta vào thôi.
xin hỏi ai quản lý ở đây vậy ạ? Ta chính là quản lý ở đây. Các cô chính là người được phái tới cục thượng thực. Nô tỳ là Tiểu Ngư, nô tỳ là Đan Hoa, nô tỳ là Mạnh Phàm. Cô chính là Mạnh Phàm à? Cô biết cục thượng thực là nơi nào không? Là nơi để nắm giữ về đồ ăn và thuốc men ở trong cung. Đâu chỉ là nơi nắm giữ đồ ăn và thuốc men, còn là nơi nắm giữ vận mệnh của chúng ta nữa đó. Có biết tại sao không? Bởi vì đồ ăn có thể ảnh hưởng tới tâm tình con người. Nếu như hoàng thượng ăn vào long nhan vui vẻ, dẫn khí của mọi người sẽ đều tốt đẹp, có thể được ban thưởng. Ngược lại có thể bị đầu rơi xuống đất. Mọi người nghe rõ rồi chứ? Quả nhiên là người đã thị phụng tiên hoàng, không giống chính là không giống. Chẳng trách các cô mãi mãi đều không thể thoát khỏi cục thượng thực. Có điều, đó đều là chuyện đã qua. Cô phải nhớ rõ, ở đây có quy tắc ở đây. Nô tỳ biết ạ, đạo lý luân thủ nguyên tắc. Xin cô yên tâm. Tốt. Vậy các cô hãy đi rửa bát trước đi. Dân ạ. Đi thôi. Còn có đây nữa. Tiểu Lôi, món canh đậu xanh hoàng hậu muốn ăn đã làm xong chưa? Món canh đó khi nãy mới làm, sao lại mới làm? Không phải là ta đã nói với cô là sớm phải chuẩn bị rồi sao? Cô, khi nãy nồi canh đậu xanh đó không cẩn thận làm đổ rồi cô. Làm sao đây? Đậu xanh sao có thể nấu nhừ trong một thời gian ngắn được đây? Cô, tôi có cách. Có thể nấu được canh đậu xanh trong một thời gian ngắn. Cô có cách à? Ta nhắc nhở cô, món ăn này là làm cho hoàng thượng hoàng hậu ăn, làm không tốt có thể rơi đầu bất kỳ vào lúc nào. Xin cô cứ tin ở Mạnh Phàm. Cô, bây giờ ngựa chết chỉ có thể là chữa thành ngựa sống. Nếu còn nói nữa thì chúng ta cũng đều sẽ bị trừng phạt thôi. Được, vậy cô nói xem nào. Cô có cách gì? Theo tôi. Đầu tiên, đổ đậu xanh vào trong nồi sắc rang qua, sau đó lại nấu. Như vậy thì có thể nấu đậu xanh mềm nhanh. Có điều là phải chú ý, đậu xanh không được rang cháy. Được rồi, bây giờ cho thêm nước vào. Sao cô lại biết được bí quyết này? Bởi vì bình thường tôi thường thích nấu ăn, vì thế thường ngày thỉnh giáo người khác. Đúng thế đó, Tiểu Phàm tỷ còn biết, lúc làm thịt bao gồm một số loại thịt dai, cho thêm giấm có thể khiến cho thịt mềm hơn. Và còn nữa, Tiểu Phàm tỷ còn biết, lúc nấu thịt bị mặn, cho thêm hạt anh đào vào nấu cùng thì có thể loại bỏ được vị mặn của thịt. Còn cả lúc nấu mì, cho thêm một ít muối vào trong nồi, mì sẽ không bị nát. Được rồi, những điều đó ta đều biết cả rồi. Muốn đứng vững ở đây thì cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Người ở đây không có ai là biết được cả. Được rồi. Mọi người đừng đứng ở đây nữa, mau đi làm việc đi. Dân. Mọi người về rồi sao?
Đan Hòa, nghe nói Trần Công Công đã giúp muội mua một hộp son ở ngoài, cho ta xem đi. Mọi người sao vậy? Tiểu Phạm tỷ, tỷ là đang giả vờ hay là thật sự trấn tĩnh được như vậy? Có chuyện gì vậy? Tiểu Phạm tỷ, lẽ nào tỷ không lo những ngày sau sẽ sống như thế nào? Hôm qua tỷ giúp Vân Hà cô một lần, nhưng cô không hề cảm ơn tỷ một tiếng. Có gì mà lo lắng đâu? Những ngày sau cứ thế mà sống thôi. Nếu như may mắn, ngày nào cũng cứ thế ăn rồi ngủ, cho tới khi già rồi chết. Nếu như không may mắn thì lo lắng cũng không có ích gì. Có một số chuyện có thể tránh được, chỉ cần tỷ nghe theo lời của cô một chút, nói nhiều câu ngon ngọt một chút, về sau này tỷ cũng sẽ sống thoải mái hơn. Quân Nhi nói đúng đó, vận mệnh sau này của tỷ chính là nằm trong tay của bà ấy. Nhưng bà ấy lại nhìn tỷ không thuận mắt. Tỷ cũng không thể ngày nào cũng sống trong nơm nớp lo sợ được. Ta ấy hả? Mặc dù chưa gặp qua phong ba bão táp, nhưng mà chiếc thuyền lá này của ta cũng coi như là không bị lật trong cống ngầm. Tôi về rồi. Tỷ về rồi à? Tỷ về rồi. Tiểu phụ tỷ, tỷ tới đúng lúc lắm. Chỗ Đông Cung các tỷ có đồ gì ngon không? Tiểu Ngư, cô chỉ biết ăn thôi. Thật ra tôi cũng không muốn nói điều đó, nhưng bây giờ lại thành thói quen mất rồi, vì thế mới nói ra vậy thôi. Để tôi nói cho. Mạnh Phù, cô mau đi khuyên tỷ tỷ của cô, để tỷ tỷ ấy đừng có đối đầu với Vân Hà cô nữa. Ta không đối đầu với bà ấy, là ta bị bà ấy chỉa vào. Nói như vậy không phải là cũng giống nhau sao? Chỉ cần là tỷ tốt với Vân Hà cô một chút thôi, vậy sau này thì bọn muội cũng sẽ được thoải mái rồi. Được rồi, được rồi. Sau này tỷ muội của chúng ta phải đồng tâm. Dù ai có chuyện gì chúng ta sẽ đều không vui. Đúng vậy, nào đi thôi. Chúng ta đi tắm thôi, được rồi, đi nào. Nào, ngồi đi. Xem ra phải là ta giúp muội gỡ rối tơ lòng mới đúng rồi. Không phải muội lại giống ta vô duyên vô cớ bị người ta chĩa vào đấy chứ? Hai tỷ muội của chúng ta quả nhiên là huyết mạch tương thông, đồng bệnh tương liên, tới cả việc không gặp may cũng gần giống nhau. Điều này chứng minh là muội không hề tầm thường, muội nên vui mới phải. Khiến cho người khác đố kỵ là không tầm thường, vậy tại sao hắn ta lại phải đố kỵ với muội? Hắn ta là ai? Không phải là Thái tử Điện Hạ đấy chứ? Điện Hạ không chỉ đối phó với muội, hắn còn đối phó với tất cả mọi người ở trong phủ. Thì ra là như vậy. Vậy thì có gì mà đáng để không vui chứ? Một người đàn ông đau khổ quốc ức, đương nhiên là tính khí cũng không được tốt. Hơn nữa, đó lại còn là thái tử, hoàng thượng, hoàng hậu lại lạnh nhạt với người như vậy. Muội ấy nên lo lắng cho thái tử mới đúng. Muội vì như vậy mới không vui đấy. Nếu như muội hầu hạ một người đau khổ quốc ức, vạn nhất muội giống với hắn ta cũng trở thành đau khổ quốc ức, vậy sao được? Tỷ tỷ có hiểu không? Có thể là ngày mai muội sẽ lại bị điều lại về cung thì sao? Ai mà nói trước được? Tỷ thấy có khả năng sao hả? Trước đây hầu hạ hoàng hậu nương nương, sau đó đột nhiên bị bà ấy điều đi hầu hạ người bà ấy không thích. Tỷ nói xem như vậy chứng minh là điều gì? Nếu cho muội lựa chọn thì muội thà rằng giống như tỷ chịu quốc ức ở cục thượng thực. Ít nhất tỷ còn có thể hầu hạ những người có tiền đồ sáng lạng. Nếu như muội cứ phải làm việc ở Đông Cung mãi, muội không cam tâm. Muội không cam tâm. Chuyện đời không biết trước được, tại sao lại phải vì một chuyện còn chưa xảy ra mà phiền não chứ? Muội nhìn ta xem, vốn dĩ là phải điều đi coi lăng, nhưng bây giờ tỷ muội của chúng ta vẫn được ở đây để nói chuyện. Muội ấy mới bị điều tới Đông Cung chưa bao lâu, cũng có thể hoàng hậu nương nương thay đổi chủ ý lại điều muội về lại thì sao? Điều này thì cũng không biết chừng. Hoặc là có thể hoàng hậu nương nương thay đổi cái nhìn với thái tử, thì có thể ngày nào đó muội lại thành thân với thái tử, muội sẽ trở thành quốc mẫu rồi. Chuyện này cũng không chừng đấy. Tỷ tỷ, tỷ nói linh tinh cái gì? Muội không nghĩ như vậy. Nghĩ hay không là ở bản thân của muội, chỉ cần là muội thấy có khả năng, vậy thì mọi chuyện sẽ đều có khả năng.
Tỷ tỷ tặng mỗi chiếc trăm này hãy trang điểm cho mình thật là đẹp vào. Đa tạ tỷ tỷ. Ta giúp muội đây. Chào các chị tỷ muội, có chuyện gì cần giúp không ạ? Mạnh Phù, cô, hôm nay những chuyện này cô không cần phải làm nữa, cô hãy phụ trách chặt củi đi. Nhưng mà chuyện này là do Trần Công Công. Sao thế ạ? Hôm nay tới lượt tôi phụ trách hầu hạ thái tử, tôi phải chuẩn bị trà điểm tâm gì thế? Cô sợ làm bẩn y phục sẽ không nhìn ra người nữa sao? Chẳng trách là hôm nay lại trang điểm như là hoa để thu hút người khác kia. Thì ra là Khổng Tước xòe đuôi, như vậy thì có ý gì? Cô không biết sao, Khổng Tước xòe đuôi tức là muốn câu dẫn người khác cùng với mình làm cái gì đó, thì ra là như vậy. Nhưng chỉ sợ là có con gà rừng lại tưởng rằng mình là Phượng Hoàng. Dù sao hôm nay củi đốt cũng đã hết rồi, cô phải chặt củi, rồi mới có thứ để nấu nước. Chặt lúc nào tự cô mà xem đi. Đều tại tỷ đó. Nô bị khấu kiến. Nô tỳ khấu kiến. Cô, nô tỳ đáng chết. Cô, bẩm thái tử điện hạ, Lâm Tri quận Dương cầu kiến. Còn không mau thu dọn đi. Long Cơ, thái tử điện hạ, ngồi đi. Thái tử, trán của ngài không sao, không cần phải lo. Có cần thần giới thiệu cho thái tử thuốc kim sang? Thần đã thử qua rồi, có rất nhiều hiệu quả. Trước đây lúc bị đau do cha đánh, dùng nó khỏi bệnh rất nhanh. Thần tin rằng nếu như thái tử dùng nó có lẽ sẽ rất có hiệu quả. Long Cơ, lần này tới đây chắc là đã có tin tức gì rồi. Lần thứ 8 rồi. Trong tháng này đã là lần thứ 8 rồi. Người đàn bà đó lại bác bỏ đề nghị của ta. Lần này bà ta lại muốn ta phải thận trọng về lời nói tới việc làm, dạy dỗ ta một bài, nói ta làm việc phải suy nghĩ kỹ lưỡng, đừng có gì ham muốn lập công mà nói lăng linh tinh. Thật là cái đạo lý ở đâu ra vậy? Thái tử xin ngài bớt giận. Làm được chuyện này thật là không dễ dàng mới có thể dỡ bỏ. Thổ hồn đang loạn, chúng ta đang nắm nhiều con đường chính ở đó, đồng thời còn bắt hơn 3.000 tù binh, sĩ khí lớn mạnh. Ở đâu ra cái đạo lý không thừa thắng mà xông lên chứ? Nhưng mà hiện nay bọn họ lại muốn tu sửa trụ sắc lập công, sau đó thua quân về triều, đáng ghét. Đó gọi là đánh trận sao? Thổ phồn vẫn là con hổ mạnh, thả hổ về rừng tất có hậu quả khôn lường. Người đàn bà đó rốt cuộc muốn đem Giang Sơn Lý Nhị biến thành như thế nào thì mới cam tâm đây? Kẻ địch lớn nhất của bản thân không phải là ai khác mà chính là cơn phẫn nộ của bản thân. Phải bình tĩnh mới có thể ứng chiến. Và hơn nữa, không ở địa vị người khác thì không biết người ta nghĩ gì. Nếu đã cố gắng hết sức thì không nên nghĩ nhiều nữa. Ta là thái tử, sao ta lại không lo nghĩ chứ? Người không lo nghĩ chính là người đàn bà đó. Bà ta mới chính là người không nên can dự vào chuyện triều chính. Thật ra ngươi nói đúng. Có lẽ là không ở địa vị đó. Đúng thật là ta. Mặc dù ta thân là thái tử, nhưng người phụ nữ đó không hề coi ta là người thừa kế hoàng vị trong mắt bà ta. Lại là cô. Cút đi cho ta. Cút đi. Cút.
Tiểu Phù. Tiểu Phù, xảy ra chuyện gì sao? Chính là chiếc trăm này này. Thái tử lại mắng muội rồi sao? Thái tử không mắng muội, nhưng hắn nói là muội cút đi. Ngươi cho rằng ta không muốn cút sao? Ta muốn cút đi từ lâu rồi đó. Cút đi càng xa càng tốt. Nhưng ta có thể cút được sao hả? Một tên điên không có tâm rồi, ở bên cạnh còn có một bầy điên, thật như là sống trong địa ngục mà. Tỷ tỷ, nếu như cứ tiếp tục như thế này thì muội cũng sẽ bị điên mất thôi. Sao có thể chứ? Muội đừng có tự dọa bản thân như vậy. Tại sao lại không thể? Chủ nhân, người hầu đều ức hiếp, bắt nạt, làm hại tỷ. Tỷ thấy là con người sao là có thể còn có tự tin được nữa? Không tới mức như vậy chứ. Đó là vì tỷ không sống trong cái nơi quỷ quái đó. Vì thế tỷ không biết ở trong đó đáng sợ như thế nào. Nếu sau này muội bị điên, tỷ tỷ nhất định phải cho muội một đau nhanh chóng. Đừng để cho muội phải sống mà chịu tội. Sẽ không đâu Tiểu Phù à. Muội khôn khéo như vậy, ta tin muội nhất định là có thể khuất phục được bọn họ, làm cho họ trở thành người bình thường. Hơn nữa còn có tỷ tỷ ở đây, tỷ luôn ở bên cạnh muội mà. Mong là như thế. Tiểu Phù, tỷ muội của chúng ta dù có nói như thế nào cũng là người đã từng ở bên hoàng thượng hoàng hậu, sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy đâu. Phải nhớ, có thể đánh bại bản thân mình chỉ có bản thân mà thôi. Sao chị nói chuyện giống lời người đó nói vậy? Ai? Lâm Tri Quận Dương. Mới gặp cô ấy sao?